CCA lên trang thông tin thị trường và mua bán bất động sản. Xin chào mọi người, hôm nay kênh Bất Động Sản CTA Land xin giới thiệu về khu đô thị ID Johnson ở thị trấn Long Thành, Đồng Nai. Để mọi người nắm thêm thông tin về dự án, từ đó có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất cho mình. Về vị trí, ID Johnson nằm ở trung tâm thị trấn Long Thành, ngay giao điểm của cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây với quốc lộ 51. Kết nối với thành phố Hồ Chí Minh chỉ 25 phút di chuyển. Cách sân bay quốc tế Long Thành 5 km. Cách thành phố Biên Hòa 27 km. Cách thành phố Phan Thiết 175 km. Khu đô thị ID Johnson là giao điểm thương mại của miền Nam. Xung quanh là các cụm khu công nghiệp ở Nhân Trạch và Long Thành, cùng với các cụm cảng nước sâu ở Phước An và Bà Rịa Vũng Tàu. Quy hoạch tổng thể, ID Johnson được chia làm 3 phần khu chức năng chính: khu nhà thấp tầng, khu trường học và nhà ở xã hội, khu thương mại và nhà ở cao tầng. Trong đó khu nhà ở thấp tầng được chia làm 3 phần khu cầm bao: Sơn Rai, Monlai và Oasis. Khu trường học có diện tích 2 hectare và 2 lóc căn hộ nhà ở xã hội. Khu thương mại dịch vụ và quảng trường trung tâm có diện tích 4 hectare cùng với 2 lóc căn hộ nhà ở thương mại. Ngoài ra còn có khu hành lang cây xanh và phức hợp thể thao rộng 3 hectare. Trong khu đô thị ID Johnson, chủ đầu tư Tây Hồ sẽ thiết kế các hướng di chuyển tối ưu để làm sao hàng ngày cư dân được tiếp xúc với thiên nhiên và sông nước nhiều nhất. Các trục đường nội bộ kết nối trong các phần khu rộng từ 12 đến 16 mét, lòng đường rộng từ 6 đến 8 mét, vỉa hè mỗi bên rộng từ 3 đến 4 mét. Cổng chào khu đô thị có ý tưởng thiết kế dựa trên những khu du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp của nước ngoài, có hàng rào cây xanh cao 8 mét, hệ thống đài phun nước và nhận diện cư dân. Đi vào bên trong khu đô thị, đầu tiên chúng ta sẽ thấy vòng xoay chùa Chuồn được thiết kế theo những kiến trúc hiện đại kết hợp với truyền thống dân gian của Việt Nam. Hồ cầu vòng có diện tích 1,8 hectare, bề ngang của hồ rộng từ 10 đến 60 mét, độ sâu từ 1,2 đến 1,7 mét, có hệ thống quét len lọc nước sinh học và trồng cây thủy sinh. Trong khu đô thị có hệ thống các loại cây, hoa thay đổi màu sắc theo mùa, chạy dọc theo các trục đường chính và nội bộ trong từng phân khu. Trong đó có các loại hoa như liêm tẹt, muôn hoa đào, lá hoa, bằng lăng, trò, kèn hồng, giáng hương, hoa hồng, sao đẹp. Phân khu nhà thấp tầng Sơn Rai Villas được triển khai mở bán đầu tiên đợt 1 vào ngày 11 tháng 7 năm 2021 đã mở bán hết giỏ hàng 150 sản phẩm top house và biệt thự. Đang cho nhận booking dữ dỗ và dự kiến mở bán 70 sản phẩm còn lại vào ngày 30 tháng 9 năm 2021. Có 17 tiện ích trong phân khu Sơn Rai, trong đó có các tiện ích lớn như khu vui chơi trẻ em theo độ tuổi, vườn thư giãn theo chủ đề, tổ hợp tiện ích hồ bơi tràn bờ, khu thể thao ngoài trời và chạy bộ. Phía sau dãy biệt thự song lập The Berlin là khu vui chơi trẻ em theo độ tuổi từ 2 đến 12 tuổi. Vì trong khu vui chơi trẻ em này có đường dành cho người chạy xe đạp và đi bộ nên chủ đầu tư Tây Hồ sẽ thiết kế lớp công viên và cây xanh tránh ảnh hưởng đến sự riêng tư của từng gia đình, nhưng đồng thời cũng hưởng lại không khí tươi mát từ hệ thống công viên mang lại. Giữa phân khu Sơn Rai và phân khu Cầm Bao 2 có hệ thống hồ bơi tràn bờ cạnh hồ cầu vòng giống như khu nghỉ dưỡng. Trong hệ thống hồ bơi 900m2 có hồ bơi người lớn, hồ bơi trẻ em, clubhouse, massage và còn rất nhiều tiện ích khác. Trong phần khu Sơn Rai có 5 mẫu thiết kế, trong đó có 4 mẫu thiết kế biệt thự song lập và 1 mẫu shop house nhà phố thương mại. Trong đó, mẫu shop house có diện tích đất khoảng 105m2, ngang 7m, dài 15m, diện tích sàn xây dựng khoảng 185m2, thiết kế 3 tầng, 1 trệt 2 lầu, có 2 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, tầng 1 và 2 để kinh doanh, tầng 3 để ở. Tiếp theo là hai mẫu biệt thự song lập diện tích nhỏ. Mẫu biệt thự song lập The Spring có diện tích đất khoảng 105m2, ngang 7m, dài 15m. Diện tích sàn xây dựng 178,26m2, thiết kế 3 tầng, 1 trệt 2 lầu, có 3 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh. Và mẫu biệt thự song lập The Spring Lodge có diện tích đất khoảng 120m2, ngang 8m, dài 15m. Diện tích sàn xây dựng 214,36m2, thiết kế 3 tầng, 1 trệt 2 lầu, có 3 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh. Tiếp đến là hai mẫu biệt thự song lập có diện tích lớn. Đầu tiên là biệt thự song lập vườn The Berlin, có diện tích đất khoảng 170m2, ngang 10m, dài 17m. Diện tích sàn xây dựng 263m2, thiết kế 3 tầng, 1 trệt 2 lầu, có 4 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh.
Và cuối cùng là mẫu biệt thự song lập ven hồ The Infinity, có diện tích đất khoảng 200m², ngang 10m, dài 20m. Diện tích sàn xây dựng 305m², thiết kế 3 tầng, 1 trệt 2 lầu, có 4 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh. Theo xu hướng công nghệ hiện đại, trong khu đô thị sẽ trang bị hệ thống camera AI để theo dõi toàn khu đô thị đảm bảo an ninh. Hệ thống cổng tự động cho từng căn nhà, xử lý rác thải ngay từ đầu nguồn để bảo vệ môi trường. Tích hợp cảm biến vân tay và video đao phone từ ngoài cổng từng phân khu đến từng căn hộ. Qua video này chắc hẳn bạn đã nắm được cơ bản thông tin về khu đô thị ID Chơn Sơn cũng như phân khu Sơn Trại. Chúc bạn chọn được mái ấm tốt nhất cho mình và đừng quên bảo vệ bản thân an toàn trong mùa dịch nhé. Cảm ơn đã xem video. Nếu bạn cảm thấy thông tin này hữu ích, thì hãy cho kênh một like và một subscribe.